Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, có năng nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghiệm nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật thuyết pháp tập kinh quyển 3. Thiện nam, mười nhất thiết nhập của Đại Bồ Tát là gì? Đó là đất, nước, gió, lửa, hư không, xanh, vàng, đỏ, trắng và thức. Nếu Bồ Tát muốn đem tất cả các cảnh giới nhập thành một cảnh giới, thì tất cả các cảnh giới nhập thành một cảnh giới đó là nhập đất, nước, gió, lửa, hư không. Nếu đem tất cả nhập vào thành một nhập, thì liền nhập thành một nhập xanh, vàng, đỏ, trắng, thức. Nếu đem tất cả đất, nước, gió, lửa, hư không, xanh, vàng, đỏ, trắng và thức nhập thành một nhập, thì liền nhập thành một, cho nên gọi tất cả nhập thành một nhập, một nhập thành tất cả nhập. Thì nam, mười sự tự tại của Đại Bồ Tát là gì? Đó là mạng, tâm, vật, nghiệp, sinh, như ý, tính, nguyện, trí, pháp tự tại. Được cam lộ bậc thượng là mạng tự tại, biết tất cả đều từ một tâm là tâm tự tại. Trong tay có các thứ cho báu về xem hư không là kho tàng, là vật tự tại. Trừ hết phiền não, chủng tử phiền não, của mình có sự gọi là nghiệp tự tại. Tùy ý lưu luyến trong thiền định, tam muội giải thoát, tâm an bậc đề gọi là sinh tự tại. Tự nhiên thực hành mọi hạnh là như ý tự tại, đạt quán tự tại trong tất cả nhập là tính tự tại. Vừa có ý nghĩa là thành tựu mọi việc là nguyện tự tại, các nghiệp thân khẩu ý đều sống trong trí tuệ gọi là trí tự tại, đạt thực tế pháp giới chân như bình đẳng, trí tuệ vô cấu là pháp tự tại. Lại nữa, thiện nam, do đạt mạng tự tại nên đối trị được sự lo sợ thần chết của thế gian, do đạt tâm tự tại nên đối trị được sự lo sợ về phiền não của thế gian, do đạt vật tự tại nên đối trị được sự lo sợ nghèo khổ của thế gian, do đạt nghiệp tự tại nên đối trị được sự lo sợ việc ác của thế gian, do đạt sinh tự tại nên đối trị được sự lo sợ về đường ác của thế gian, do đạt như ý tự tại nên đối trị được sự lo sợ về tính cầu của thế gian, do đạt tính tự tại nên đối trị được sự lo sợ tội hủy bán của thế gian, do đạt nguyện tự tại nên đối trị được sự lo sợ và sự trói buộc tâm niệm của thế gian, do đạt trí tự tại nên đối trị được sự lo sợ về chống trái nghi ngờ đau đau của thế gian, do đạt pháp tự tại nên đối trị được sự lo sợ về đại chúng của thế gian. Lại nữa, thì nam, trừ bỏ tội sát sinh, không có tâm giận dữ, não hại chúng sinh là nhân của mạng tự tại. Với chúng sinh thọ lạc không chướng ngại đại từ, với chúng sinh chịu khổ không chướng ngại đại bi, đó là nhân của tâm tự tại. Tâm bình đẳng không đắm giữa các việc, hồi hướng đến Đạo Bồ Đề là nhân của vật tự tại. Thâm nhập các nghiệp tạo tác, nghĩa là thanh tịnh, nghiệp thân khẩu ý là nhân của nghiệp tự tại. Dùng tâm Bồ Đề làm gốc để giữ gìn tất cả căn lành là 10 nghiệp đạo là nhân của sinh tự tại. Đem những sự cúng dường, cung kính lễ bái ca ngợi, voi ngựa xe cộ cho chúng sinh là nhân của ý như ý tự tại. Giáo hóa chúng sinh sống trong tam bảo là nhân của tính tự tại. Làm thanh tịnh nghiệp thân khẩu ý của chúng sinh là nhân của nguyện tự tại. Bỏ tâm tham ăn uống, cung kính cúng dường, đem pháp thực cho chúng sinh là nhân của trí tự tại. Bình đẳng giáo hóa chúng sinh, nói cho chúng sinh biết pháp giới bình đẳng, nói cho tất cả chúng sinh biết chư Phật Như Lai là pháp thân chứ không phải thân, do ăn uống là nhân của pháp tự tại, gọi là Bồ Tát được 10 tự tại. Thiện nam, 10 đế của Đại Bồ Tát là gì? Đó là thế đế, đệ nhất nghĩa đế, tướng đế, sai biệt đế, quán đế, sự đế, sinh đế, tận vô sinh trí đế, nhập đạo trí đế, tập Như Lai trí đế. Thiện nam, thế đế là những danh số hữu hạn, nhỏ hẹp, không rộng lớn được nói cho chúng sinh. Đệ nhất nghĩa đế là pháp không thâm diệu, tương ưng với pháp, không hạn lượng, không đoạn tuyệt, không do dân duyên sinh, tướng bình đẳng, không cao thấp, không loạn, không tịnh, là tướng chân như của các pháp. Tướng đế, nghĩa là sự dày vò não hại, là tướng khổ, sinh là tướng tập, tịnh là tướng diệt, sự chuyên trở là tướng đạo. Lại nữa, thì nam, biết tự tánh của các pháp không có tướng ngã, chứng đạo, chứng đạt là tướng đế. Nhất thế biết tự tánh của các pháp là tướng thanh tịnh, xa lìa, rỗng lặng, không sinh diệt, chứng đạo, chứng đạt là tướng đế. Sai biệt đế đó là các pháp đều cùng một tướng, do nhân duyên mà nói sai khác. Một tướng chính là tướng rỗng lặng, rỗng lặng do những cái khác mà nói sai biệt. Tại nơi các pháp là vô tướng, vô nguyện, vô hình, không sinh diệt, mọi sự sai khác đó đều là không,
cho nên không có tốn cãi nhau. Quán đế là gì? Quán là quán triệt, suy xét, giác ngộ, chứng đạt và những sự thấy biết, trí hiểu biết không trái cảnh hiểu biết. Sự đế là sự trí, là sự là ấm giới nhập, biết ấm giới nhập đều do duyên sinh, không có sự, không thọ mạng, nhờ biết vậy mà đạt đạo. Thế nào là sinh đế? Đương vào trí hành đạo để đoạn trừ phiền não, đạt 10 lực, 4 vô sở ý, 18 pháp bất cộng, chứa tất cả pháp, được pháp tự tại, thù thắng của Như Lai. Tận sinh trí đế là chấm dứt các pháp hữu vi, các pháp hữu vi đó chấm dứt như không có sự chấm dứt. Vì chấm dứt là không có chấm dứt, nếu chấm dứt có chấm dứt thì có sự chấm dứt của chấm dứt. Vì vậy chấm dứt như không có sự chấm dứt không có sinh diệt. Thế nào là nhập đạo trí đế? Đó là những trí gì, đạo gì, tu tập công đức gì, tu tập trí gì. Biết các pháp không sinh diệt, tự mình thâm nhập pháp đó, làm cho người khác thâm nhập. Thế nào là tập Như Lai trí đế? Chính là địa ở giữa địa Pháp Vân và địa Như Lai. Tập Như Lai trí đế là đạt đạo tự nhiên, chứng Như Lai trí. Thiện nam, chính định thứ đệ nhập tam ma bậc đề của Đại Bồ Tát là gì? Đó là Bồ Tát lìa các dục và các pháp ác, có giác có quán ly sinh hỷ lạc đến nhập sơ thiền. Thiện nam, lìa các dục là người nhập sơ thiền, thì trừ bỏ các pháp ái nhiễm. Lìa các pháp ác là do tham sân si mà có sắc sinh, trộm cướp tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói ác, nói theo giờ tham sân tài kiến. Đó là các pháp ác. Trừ bỏ các pháp đó là nhập sơ thiền. Hữu giác là giác ngộ chung. Thế nào là giác? Nương vào cảnh giới nào để tùy thuận sơ thiền? Giác ấy có nhiều tên khác nhau: trí giác, tư duy, quán, tập định. Thế nào là quán? Là tùy thuận giác hạnh của sơ thiền. Tư duy quán sát đó thành vị sơ thiền. Tư duy quán sát thọ tri giác dục định. Tự hành chán lìa có giác quán đó thành vị sơ thiền. Tự hành chán lìa có hỷ lạc đó thành vị sơ thiền. Đó là có thể nhập sơ thiền có hỷ lạc hạnh. Thọ trì hộ niệm cái biết về hỷ lạc. Đại Bồ Tát trụ trong sơ thiền thì đạt pháp nhẫn vô sinh. Vì dục tâm tăng thượng nên nhập sơ thiền để cầu pháp nhẫn vô sinh. Đại Bồ Tát đó dần được pháp nhẫn vô sinh. Vì tâm không bền chắc của sơ thiền nên Bồ Tát bỏ sơ thiền cầu nhị thiền. Bồ Tát bỏ tâm có giác quán của sơ thiền, diệt trừ để bỏ tâm ấy nên được thanh tịnh. Tâm tịch tịnh đó là nhập nhị thiền, thành tựu hạnh tư duy của nhị thiền. Bồ Tát bỏ giác quán, bên trong thanh tịnh, chú tâm một chỗ không còn giác quán, định sinh hỷ lạc, thể nhập nhị thiền. Bên trong thanh tịnh nghĩa là đối trị chướng ngại ở pháp nhị thiền. Bồ Tát đạt tịch tịnh vô cấu nên gọi là bên trong thanh tịnh. Tâm chuyên một chỗ là diệt trừ giác quán của sơ thiền, hoàn toàn tịch tịnh giống như biển lớn. Thiện nam, bây giờ tất cả các dòng sông trở về biển đều có một vị mạnh. Cũng vậy, Đại Bồ Tát nhập nhị thiền, diệt trừ giác quán của sơ thiền, chỉ có một vị tịch tịnh không giác quán, đó là đạt tam muội không giác quán. Từ tam muội đó, Bồ Tát phát sinh hỷ, tức là tâm vui trong Phật Pháp Tăng. Từ tâm vui đó, các công đức làm tự nhiên đầy đủ, pháp nhẫn vô sinh nơi Bồ Tát đó càng thêm sáng tỏ, thù thắng, nhu hòa, đạt tâm thượng dục. Vì tâm thượng dục, Bồ Tát đạt pháp nhẫn vô sinh, không tụ, không trụ, không thích cảnh nhị thiền nơi cầu vào tam thiền thù thắng. Bồ Tát có tâm ấy biết rằng tâm hỷ chướng ngại tam thiền và pháp nhẫn vô sinh, nên Bồ Tát bỏ hỷ, thực hành xả và niệm tuệ, an lạc, tuệ, thân tọa lạc. Lần này các bậc thánh cũng bỏ ly hỷ lạc thể nhập tam thiền. Bồ Tát đạt lạc tam muội, bỏ tâm hỷ kia, nghĩ đây không có hỷ lạc vì lạc vô thường, là pháp tận diệt, không phải thường còn, không phải là chân thật cứu cánh. Do biết vậy, Bồ Tát dần được pháp nhẫn vô sinh, tăng tâm thượng dục. Từ đó Bồ Tát xa lìa khổ vui. Bồ Tát xa lìa khổ vui thì trước mới phải diệt được ưu và hỷ, không khổ vui, xa niệm thanh tịnh, thể nhập tối thiền. Bồ Tát đạt tứ thiền tâm an bạc đề, tâm nhu hòa tự tại, tịch tịnh sáng suốt, chánh trực, đưa tất cả lạc này cho chúng sinh. Khi Bồ Tát làm cho chúng sinh được an lạc hiện tiền, thì đạt pháp nhẫn vô sinh quang minh hiện tiền, do đó làm cho các hành nhanh chóng. Khi Bồ Tát không vui trong niềm vui thù thắng của tứ thiền, rồi bỏ vui ấy, sau niềm thanh tịnh chỉ thấy hư không hiện tiền. Bồ Tát vượt qua các sắc tướng, rồi diệt tướng hữu đối, không nghĩ đến các tướng, biết hư không vô biên, thì nhập hư không vô biên. Bồ Tát quan sát sắc có hai. Một là tứ đại, hai là giữa nơi tứ đại. Tứ đại là đất nước, gió lửa.
Dựa vào tứ đại là sắc, hương, vị, xúc. Như vậy rộng thì có 8 loại sắc. Do diệt trừ các sắc tướng nên nói vượt qua các sắc tướng. Pháp sinh ra các sắc tướng đó chắc chắn có tướng chướng ngại. Vì vậy vượt qua các sắc tướng, chấm dứt các tướng có đối ngại, không nghĩ, không tạo các tướng khác. Vì vượt qua các cái gì tướng, không nghĩ đến đó, chỉ thấy tướng hư không, nên Bồ Tát biết hư không, không hạn lượng, nhập hành hư không vô biên. Bồ Tát nhập tam muội hư không vô biên rồi suy nghĩ, pháp không có biên vực, đó thì không có bờ trước giữa sau. Cứ vậy Bồ Tát quán xét các pháp không có bờ trước giữa sau. Bồ Tát nhập tam muội này sẽ phát tâm đại từ của chúng sinh, đại trí và đẳng hiện tiền với các pháp. Lúc này Bồ Tát đạt được thắng tấn quang minh hiện tiền trong pháp nhẫn vô sinh. Bồ Tát vượt qua tướng hư không vô biên, hiện biết tướng thức vô biên, thì nhập thức vô biên. Bồ Tát nghĩ tướng hư không vô biên này chỉ là phân biệt tưởng tượng của thức, do đó biết các pháp đều là tướng của thức. Thức này không hạn lượng, không biên vực. Nhập tam muội này Bồ Tát đạt pháp nhẫn vô sinh, chẳng phải thành tựu rốt ráo pháp nhẫn vô sinh. Bồ Tát vượt qua tướng thức vô biên hiện tiền, biết vô sở hữu xứ, thì nhập vô sở hữu, vô thiểm xứ. Vô sở hữu là không có sở hữu. Thế nào là sở hữu? Chính là phân biệt các loại tham sân si hư dối. Tất cả pháp hữu vi đều sinh từ tâm phân biệt hư dối. Vì không có tâm phân biệt đó nên nó là vô sở hữu, vô thiểu. Những tướng vi tế nhỏ nhặt trong các pháp trên là tướng thiểu. Vì không có tướng thiểu đó nên gọi là vô thiểu. Vượt qua các tướng vô tế đó gọi là vô sở hữu, vô thiểu. Bồ Tát nhập tam muội này đạt quang minh hiện tiền thủ thắng trong pháp nhẫn vô sinh. Do đạt được pháp đó nên Bồ Tát không thích tam muội vô sở hữu, vô thiểu. Bồ Tát cầu tam muội tăng thượng nên có tâm thắng dục. Do đó Bồ Tát nghĩ hành tướng vô sở hữu, vô thiểu này cũng là tướng vi tế, do phân biệt hư vọng nên tiếp tục quan sát phi tướng, phi phi tướng. Những pháp nào là phi tướng, phi phi tướng? Phi tướng là không, phi phi tướng là do nhân duyên sinh. Lúc ấy Bồ Tát đạt tam muội phi tướng, phi phi tướng hiện tiền. Bồ Tát vượt qua tất cả vô sở hữu xứ thiểu tướng thì nhập tam muội phi tướng, phi phi tướng xứ. Ở đây Bồ Tát nghĩ phi tướng, phi phi tướng xứ chẳng có gì vui. Bồ Tát bỏ pháp này. Ngay khi đó các pháp không sinh diệt hiện tiền, thấy tự tánh tịch diệt của tất cả các pháp, nên Bồ Tát không tiến hành, không dừng trụ. Khi đó Bồ Tát đạt thắng thượng thanh tịnh pháp nhẫn vô sinh. Từ đây trở về sau Bồ Tát đạt Bồ Tát đạo tự nhiên không dừng nghỉ. Thiện nam, mười lực của đại Bồ Tát là gì? Đó là tính lực, nội lực, tu hành lực, nhẫn nhục lực, trí lực, ly lực, văn tuệ lực, nhạo thuyết lực, công đức lực, như thật tu hành lực. Thiện nam, thế nào là tính lực? Đại Bồ Tát tin những pháp gì thì tùy tâm thành tựu tăng năng lực tin tưởng quyết định trong pháp đó. Bồ Tát sống trong tính lực thì tất cả trường nguyện ma trong đời không thể làm nhiễu động được, đó gọi là tính lực của đại Bồ Tát. Thiện nam, thế nào là nội lực của đại Bồ Tát? Khi Bồ Tát có tâm tham thì tu quán bất tịnh, diệt trừ tâm tham. Khi khỏi tâm sân thì tu hành đại từ để diệt tâm sân. Khi khỏi tâm si thì tu hành nhân duyên để diệt tâm si. Nếu bị người đánh đập trói buộc chửi mắng, Bồ Tát nghĩ tiếng nói như âm vang, sự chửi mắng như giấc mộng. Lúc đó Bồ Tát đạt trí bình đẳng, tin biết trói buộc đánh đập chỉ là nghiệp của mình. Thế như vậy thì các phiền não đó ngừng ngay. Bồ Tát biết trong thân này có những gì, có những sự dày vò, não hại, chúng như ánh trăng trong nước. Lúc ấy Bồ Tát đạt trí bình đẳng, nhờ biết vậy nên chuẩn bị tiêu diệt ngay. Nói tóm lại, Bồ Tát biết được các phiền não đều là cửa thanh tịnh, đó gọi là nội lực của đại Bồ Tát. Thiện nam, thế nào là tu hành lực của đại Bồ Tát? Đó là năng lực tin tưởng mà hành theo và năng lực trực nhận đạo pháp để đối trị pháp chướng ngại. Nhưng pháp chướng ngại đó không thể làm chướng ngại được. Bồ Tát ở trong địa vị tánh hành và kiến đạo thì người trời, người ma phạm không thể nhiễu động được. Đó gọi là tu hành lực của đại Bồ Tát. Thiện nam, thế nào là nhẫn nhục lực của đại Bồ Tát? Bị người mắng chửi mà Bồ Tát không báo oán là vì đạt trí lực như hưởng bình đẳng. Bị người đánh mà không báo oán là vì đạt cảnh tượng bình đẳng trí lực. Bị người não hại mà không báo oán là vì đạt như huyễn bình đẳng trí lực. Bị người chọc giận mà không báo oán là vì đạt được nội thanh tịnh bình đẳng trí lực. Bị không bị tạp pháp thế gian làm ô nhiễm vì đạt được thế pháp thanh tịnh bình đẳng trí lực. Các phiền não không thèm nhiễm ô, không thắng được là vì đạt tập nhân duyên bình đẳng trí lực. Nói tóm lại, Bồ Tát thấy các món phiền não nhiễm ô đều là pháp môn thanh tịnh, đó gọi là nhẫn nhục lực của đại Bồ Tát. Thì nên thế nào là trí lực của đại Bồ Tát? Bồ Tát biết ấm giới nhập là không, không sinh diệt.
Vô đây đó để tu tập Đại Bồ Đề. Bồ Tát trụ trong trí này thì không bị ma ngoại đạo tà kiến hiện hình dáng Phật làm loạn động nhiễu hại, cũng chẳng làm cho Bồ Tát nghi ngờ. Đó gọi là trí lực của Đại Bồ Tát. Thì nên thế nào là ly lực của Đại Bồ Tát? Đó là Bồ Tát ở nơi nào đấy, chúng sinh đến chung là ác mắng chửi hủy báng, còn hủy mẹ Phật Pháp Tăng Bảo, hoặc các bắt Bồ Tát, hoặc các hoặc sẽ lúc ấy Bồ Tát không hề sinh tâm não hại và sân hận đối với chúng sinh, cũng không sinh phiền não, kết sự và tập khí phiền não. Nếu có chúng sinh đến bảo Bồ Tát làm ác, thì Bồ Tát giáo hóa chúng theo mình, đạt tâm kiên cố trong tam bảo. Đó gọi là ly lực của Đại Bồ Tát. Thì nên thế nào là văn tuệ lực của Đại Bồ Tát? Là Bồ Tát có đa văn, gồm đủ văn trì, văn tuệ hải tạng, văn tuệ tu tập. Với sự thành tựu văn tuệ lực như vậy, nếu chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đến chỗ Bồ Tát hỏi những nghi ngờ khác nhau, thì lúc đó tâm Bồ Tát không động, dùng một thứ tiếng để trả lời, chấm dứt tất cả sự nghi ngờ. Cùng lúc Bồ Tát đã đáp được sự nghi ngờ trong trăm ngàn vạn kiếp, đó gọi là văn tuệ lực của Đại Bồ Tát. Thì nam thế nào là nhạo thiết lực của Đại Bồ Tát? Bồ Tát thuyết pháp cho trăm ngàn na do tha đại chúng, chứ không suy xét, không phân biệt chúng sinh nào thích nghi pháp gì, thì Bồ Tát tùy thuận để thuyết. Bồ Tát thuyết pháp không mất nghĩa văn tự, không nói trùng lập, không nói nhanh chậm, không nói lời ác nhiều ít. Đó gọi là nhạo thiết lực của Đại Bồ Tát. Thiện nam thế nào là công đức lực của Đại Bồ Tát? Khi Bồ Tát ở nơi gốc cây, trong thất hoặc ở chỗ trống bị các loại ma, bị quyến thuộc của ma đến phá hoại nhiễu động, nhưng chúng không thể phá hoại được hạnh Bồ Tát. Chúng kinh sợ rồi giải tán, hoặc bị diệt trừ mà không ai cứu được. Tất cả những khí cụ như dao, kiếm, mâu, thuẫn, câu, móc, búa, bánh xe, lưới, dây cung, tên, giáo kích nhiều như mưa của chúng ma đều do công đức lực của Bồ Tát mà biến thành các loại ma, các loại hoa mạng đà la, ma ha mạng đà la, lô giá, ma ha lô giá, đà la, ma ha đà la, chiên đàn, tumana ubala, các đầu ma cúng dường Bồ Tát. Những tiếng la ó thô bạo của chúng ma ai nghe cũng kinh sợ, nhưng nhờ năng lực của công đức của Bồ Tát mà biến thành những tiếng khen ngợi hay tuyệt. Nhờ năng lực công đức của Bồ Tát mà sáu cảnh trần của ma bị tiêu diệt lập tức, tùy tâm của Bồ Tát mà trong hư không hiện ra cảnh giới đẹp. Nhờ công đức tăng thượng của Bồ Tát mà hư không biến thành kho tàng, trong tay có đủ các loại châu báu cho tất cả chúng sinh tiêu dùng. Tất cả đều nhờ năng lực công đức mà thành tựu. Thiện nam dù trải qua một kiếp cũng không thể nói hết công đức của Bồ Tát. Đó gọi là công đức lực của Đại Bồ Tát. Thiện nam tính là như thật tu hành lực của Đại Bồ Tát. Thiện nam, Đại Bồ Tát có 10 lực như thật tu hành. Những gì là 10? 1. Lực tu hành bố thí. 2. Lực tu hành trì giới. 3. Lực tu hành nhẫn nhục. 4. Lực tu hành tinh tấn. 5. Lực tu hành thiền định. 6. Lực tu hành trí tuệ. 7. Lực tu hành phương tiện. 8. Lực tu hành nguyện. 9. Lực tu hành lực. 10. Lực tu hành trí. Đó là 10 lực như thật tu hành phải có trong tướng ba la mật của Đại Bồ Tát. Thì nam, vô số lực như thật tu hành khác đều thuộc về 10 lực như thật tu hành này. Thì nam thế nào là lực tu hành bố thí của Đại Bồ Tát? Bồ Tát ban bố không tham tiếc một vật gì, chỉ trừ việc não hại chúng sinh. Bồ Tát bố thí theo sở nguyện của chúng sinh. Tâm bố thí đó ngoài chư Phật và Bồ Tát đạt nhẫn vị ra, không chúng sinh nào tin được, vốn như là hiểu biết. Đó gọi là lực tu hành bố thí của Đại Bồ Tát. Thì nam, thế nào là lực tu hành trì giới của Đại Bồ Tát? Thì nam, lực tu hành trì giới của Đại Bồ Tát có 10 loại. Những gì là 10? 1. Tu hành trì giới thanh văn. 2. Tu hành trì giới bích chư Phật. 3. Tu hành trì giới Bồ Tát. 4. Tu hành trì giới nhiếp thọ tất cả pháp lành. 5. Tu hành trì giới luôn tìm cầu thiện tri thức. 6. Tu hành trì giới hộ trì giữ gìn diệu pháp. 7. Tu hành trì giới luôn làm lễ cho chúng sinh. 8. Tu hành trì giới hồi hướng lên Đại Bồ Đề. 9. Tu hành trì giới thường tịch tỉnh nhập tam muội. 10. Tu hành trì giới đoạn trừ phiền não và tập khí phiền não. Thì nam Bồ Tát phân biệt hoàn toàn sự giữ giới, vì thế không phải là người đạt nhất thiết chủng trí thì không thể biết được sự giữ giới của Bồ Tát. Đó gọi là lực tu hành trì giới của Đại Bồ Tát. Thì nam thế nào là lực tu hành nhẫn nhục của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát có 3 nhẫn: nhẫn chịu các khổ, bị kẻ ác hại mà không báo oán, biết các pháp không sinh. Thì nam nhẫn chịu các khổ vì biết đó là nghiệp của mình tạo, nhẫn nhục không báo oán vì xem chúng sinh như con một, nhẫn nhục về các pháp vì đạt trí vô sinh. Về các pháp thì nam đó gọi là lực tu hành nhẫn nhục của Đạo Bồ Tát.
Thiện nam thế nào là lực tu hành tinh tấn của Đại Bồ Tát? Thiện nam Bồ Tát ở bất cứ nơi đâu, tu hành pháp gì, đều thành tựu năng lực tu hành pháp lành. Trong mọi pháp kia sinh tâm như thế này, ta thành tựu pháp thiện này, ta để làm cho tất cả chúng sinh đều được như ta. Đó gọi là lực tu hành tinh tấn của Đại Bồ Tát. Thiện nam thế nào là lực tu hành thiền định của Đại Bồ Tát? Bồ Tát không thấy một pháp nào là không tịch tỉnh, biết tự tánh các pháp là vắng lặng, diệt trừ mọi hiểu biết, bỏ tâm ý ý thức, không sinh diệt, không loạn động. Bồ Tát không thấy tâm mình định, tâm chúng sinh loạn, không thấy ngoài thân mình và người đã có tam muội, như luôn siêng năng tu tập các công đức không dừng nghỉ. Đó gọi là lực tu hành thiền định của Bồ Tát. Thiện nam thế nào là lực tu hành bát nhã của Đại Bồ Tát? Bồ Tát không thấy một pháp nào là không duyên sinh, không thấy pháp nào ngoài không vô tướng vô tác giải thoát, không thấy có pháp nào ngoài sự đóng lặng giải thoát, nhưng siêng năng tu tập pháp trợ bồ đề và giáo hóa chúng sinh không ngừng. Đó gọi là lực tu hành bát nhã của Đại Bồ Tát. Thiện nam thế nào là lực tu hành phương tiện của Đại Bồ Tát? Bồ Tát không thấy sự tự thân nhưng luôn hộ trì một hạnh của mình, không thấy chúng sinh nhưng luôn giáo hóa chúng sinh, không thấy phiền não nhưng luôn hộ trì các tình căn. Bồ Tát thấy các sắc không ngoài Phật sắc, nhưng lại mong được thấy sắc Như Lai, nghe các tiếng không ngoài tiếng Pháp, nhưng luôn mong được nghe Pháp không nhàm chán, không thấy thế gian nhưng thường nhàm chán thế gian, không thấy Niết Bàn nhưng vì đạt Niết Bàn mà sẽ bỏ mọi việc trong ngoài, không thấy Phật Bồ Đề nhưng vì đắc quả Phật Bồ Đề mà phát trăm ngàn vạn nguyện, luôn tu tập. Đó gọi là lực tu hành phương tiện của Đại Bồ Tát. Thiện nam thế nào là lực tu hành về nguyện của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát không thấy một pháp nào tăng giảm, nhưng là tùy hỷ với chúng sinh tạo căn lành, hồi hướng đến vô thượng Bồ Đề, là hồi hướng căn lành của mình cùng chúng sinh đến đạo vô thượng Bồ Đề. Nhờ căn lành này được thành tựu đạo vô thượng Bồ Đề, được các cõi Phật đại chúng như vậy, Bồ Tát thành tựu đại nguyện đó không thể hủy hoại được. Bồ Tát tu trì tịnh giới không thể hủy phạm, không thất thoát, không ô nhiễm, được người trí khen ngợi. Nhờ sống trong giới tịnh nên Bồ Tát thành tựu mọi đại nguyện, đó gọi là lực tu hành và nguyện của Đại Bồ Tát. Thì nam thế nào là lực tu hành và lực của Đại Bồ Tát? Nếu có chúng sinh hiện thân Phật lên cho Bồ Tát, bốn lay chuyển tâm Bồ Đề của Bồ Tát, nó ở đâu mà có pháp Bồ Đề này? Nói đủ các lời lẽ phá hoại, nhưng Bồ Tát không hề lay chuyển, không thể bị phá hoại, luôn nghĩ đến Bồ Đề đạo tràng, hàng phục ma chuyển bến xe pháp, đại từ bi, không ác ý với chúng sinh phá hoại tà giáo, là dùng lòng từ bi để giáo hóa chúng sinh sống trong pháp lành. Nhưng Bồ Tát không mất lực tịnh tính, tinh tấn, chánh niệm, tam muội trí tuệ, nhờ lực không thoái chuyện đó, Bồ Tát làm cho vô số a tăng kỳ chúng sinh tâm nhập đã được quả Phật Bồ Đề. Đó gọi là lực tu hành và lực của Đại Bồ Tát. Thì nam thế nào là lực tu hành về trí tuệ của và trí của Đại Bồ Tát? Bồ Tát biết như thật về các pháp không có chúng sinh, không sinh già bệnh chết, thấy pháp đó không có ngã sở. Nhờ trí lực biết như thật về các pháp, Bồ Tát làm cho vô số a tăng kỳ chúng sinh hội nhập trí đó. Các ngoại đạo ma chướng trong thế gian không thể lay chuyển tâm chân như Bồ Tát, hữu gì đưa về pháp thế gian. Đó gọi là lực tu hành và trí của Đại Bồ Tát. Thì nay mười trí của Đại Bồ Tát là gì? Đó là khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí. Trong trí đông các pháp khổ, tập, diệt, đạo, ấm trí, giới trí, nhập trí, quá khứ, vị lai trí, đạo quả trí. Thì nam thế nào là khổ trí? Là trí về khổ tập diệt đạo. Trong khổ là trí không, vô tướng vô nguyện, nhân duyên sinh trong khổ. Là nữ thì nam đó là biết trí vô minh ái thủ. Thì nam thế nào là tập trí? Là tập trí trong biết, là tập trí trong trí biết pháp nào do huân tập thì tập ấy là khổ. Là nữ thì nam biết ái là tập trí. Thì nam thế nào là diệt trí? Là trí biết quá khứ không từ đâu đến, vị lai không sinh, hiện tại không dừng. Lại nữa thì nam đó là trí biết pháp quá khứ, vị lai hiện tại không diệt. Thì nam thế nào là đạo trí? Là trí cầu đạo, biết đạo trong trí khổ tập diệt đạo. Thì nam thế nào là trí trong pháp khổ tập diệt đạo? Bồ Tát nghĩ khổ tập diệt đạo chỉ là pháp, trí ấy chính là trí trong pháp khổ tập diệt đạo. Thì nam thế nào là ấm trí? Là trí hiểu biết sự huyễn mộng trong năm ấm, trí năm ấm hợp nhất, trí tu tập hòa hợp. Là nữa biết sắc như chùm bọt, tọ như bong bóng nước, tự như giọt nắng, hình như cây chuối, thức như mộng huyễn. Thì nam thế nào là giới trí? Đó là pháp giới của địa giới, nhưng pháp giới không phải là tướng cứng. Pháp giới của thủy giới, nhưng pháp giới không phải là tướng ước. Pháp giới của hỏa giới,
Nhưng pháp giới không phải là tướng nói, pháp giới của phần giới, nhưng pháp giới không phải là tướng động. Biết rõ như vậy gọi là biết giới. Lại nữa thì nam, trí hiện biết vi tế là tánh trí, biết nguồn gốc của pháp nhi là giới trí. Thì nam, giới có hai, hữu vi vô vi. Trí trong hữu vi, vô vi là giới trí. Lại nữa thì nam, pháp giới của nhãn sắc, nhãn thức giới, nhưng pháp giới không phải là tướng thấy, cũng không phải là tướng có thể thấy, biết. Cũng vậy pháp giới của nhĩ thanh, nhĩ thức giới, nhưng pháp giới không phải là tướng nghe, cũng không phải là tướng có thể nghe biết. Pháp giới của tỷ hương, tỷ thức giới, nhưng pháp giới không phải là tướng ngửi, cũng không phải là tướng có thể ngửi biết. Pháp giới của thiệt vị, thiệt thức giới, nhưng pháp giới không phải là tướng nếm, cũng không phải là tướng có thể nếm biến. Pháp giới của thân, xúc, thân thức giới, nhưng pháp giới không phải là tướng tụ tập hòa hợp, không phải là tướng tiếp xúc, tướng dọn nắng. Pháp giới của ý pháp, ý thức giới, nhưng pháp giới không phải là tướng sinh trụ diệt. Thì nam, thế nào là nhập trí của Đại Bồ Tát? Là quản trí, thâm trí, phổ trí, phượng trí, thích trí, bộ trí, cuồng trí, vô thường trí, chướng ngại trí. Thế là trí rộng, trí sâu, trí hiện khắp, trí trói buộc, trí thăm dò, trí sợ, trí cuồng, trí vô thường, trí chướng ngại. Trong nhập. Lại nữa thì nam, Bồ Tát biết nhập như sự hợp tan trống không. Xong, sự hợp tan trống lặng đó không biết là hợp tan trống lặng. Cũng vậy, sự nhập không thể biết là rỗng lặng, như sự hợp tan rỗng lặng. Bồ Tát biết như vậy là nhập trí. Thì nay Bồ Tát biết 12 nhập, nhãn, sắc, thanh, hương, tỷ, thiệt, vị, thân, xúc, ý. Pháp không có ngã, ngã sở là nhập trí. Thì nên thế nào là quá khứ vị lai trí? Tức là Bồ Tát biết quá khứ vị lai, biết vị lai không có người tạo tác, quá khứ không diệt mất. Thì nên thế nào là trí trong đạo quả? Trí trong 6 pháp Bà La Mật là đạo trí, trí trong 10 địa và địa Như Lai là quả trí. Bồ Tát an trụ trong đạo trí và quả trí. Lúc giảng nói pháp môn pháp tập này thì có 7.000-6.000 Đại Bồ Tát đã tu tập các nghiệp trong bất hứ, chứng đắc pháp nhẫn vô sinh. Khi ấy Bồ Tát phấn tấn tuệ nói với Bồ Tát Vô Sở Phát: Thì nam, xin hỏi nói về pháp tập tương ứng Bà La Mật của Đại Bồ Tát. Vì sao? Vì đó là pháp tập tối thắng được nói đến. Thế nào là pháp tập Ba La Mật? Bây giờ Bồ Tát Vô Sở Phát nói với Bồ Tát Phấn Tấn Tuệ: Này thì nam, các Ba La Mật đó là Đàn Ba La Mật, Thi La Ba La Mật, Sàng Đệ Ba La Mật, Tỳ Ly Gia Ba La Mật, Thiện Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật, Phương Tiện Ba La Mật, Nguyện Ba La Mật, Lực Ba La Mật, Trí Ba La Mật. Thế nào là pháp tập Ba La Mật? Đó là không thấy bố thí là đàn Ba La Mật, nhưng luôn cho các Phật trong ngoài thân. Không thấy giữ giới là thi lại Ba La Mật, như luôn tu tập giữ gìn các tịnh giới, hành đầu đà công đức. Không thấy nhẫn nhục là sàng đệ Ba La Mật, như luôn tu hành nhẫn nhục an lạc. Không thấy tinh tấn là tỳ lê gia Ba La Mật, như luôn tu tập không ngừng các căn lành. Không thấy thiền định là thiền Ba La Mật, như luôn tôn trọng tâm tịch tỉnh. Không thấy tuệ là Bát Nhã Ba La Mật, như luôn tu tập pháp văn tuệ. Không thấy phương tiện là phương tiện Ba La Mật, nhưng luôn cùng làm việc với ngoại đạo và chúng sinh để phát khởi căn lành. Không thấy nguyện là nguyện Ba La Mật, nhưng luôn mong cầu căn lành cùng chúng sinh hồi hướng đạo vô thượng Bồ Đề. Không thấy lực là lực Ba La Mật, nhưng luôn mong cầu thân Na La Diên luật sĩ Kim Cang để giáo hóa hạ phục tâm cư mạng của chúng sinh. Không thấy trí là trí Ba La Mật, nhưng luôn tu hành các công nghệ, kỹ thuật, năm minh, vân vân. Lại nữa thì nam, Bồ Tát không cầu các quả báo, nhưng luôn có tâm bố thí mọi Phật trong mọi lúc, không phân biệt trì giới, nhưng ta chịu mất mạng chứ không hủy tịnh giới, không bị các pháp nhiễu động, nhưng luôn bỏ tâm giận dữ não hại, không mong cầu các pháp, nhưng luôn nghĩ đến các căn lành, không phân biệt tâm tịch tỉnh, nhưng thường tu hành thiền định tam muội thần thông. Đối với các pháp không có tâm, không có tâm nghi ngờ, nhưng luôn tu tập phân tư tu tuệ, không mong cầu các pháp, nhưng tâm luôn nghĩ đến các lành, thường trụ trong tịch tỉnh, nhưng luôn tu tập các nguyện, đoạn trừ tâm kiêu mạn cao ngạo, nhưng luôn tu hành thành tựu thân kim cang vững chắc, biết rõ các kinh luận, nhưng luôn tôn trọng tìm cầu thiện tri thức. Thì nam, đó gọi là pháp tập tương ứng các Ba La Mật của Đại Bồ Tát. Lại nữa thì nam, Đại Bồ Tát luôn thích đàn Ba La Mật, nhưng tùy thuận chúng sinh thì hiện kiêu kỳ, thích tu trì tịnh giới, nhưng thì hiện tùy thuận chúng sinh phá giới.
thích nhẫn nhục, nhân thể hiện tùy thuận chúng sinh không thể nhẫn nhục điên đảo. Thích hành tinh tấn, nhân thể hiện tùy thuận chúng sinh biến nhát điên đảo. Thích thiền định tâm bộ, nhân thể hiện tùy thuận chúng sinh với nhiều chuyện thế loại điên đảo. Thích bát nhã diệu tuệ, nhân thể hiện tùy thuận chúng sinh tinh nơi bất thiện ngu si mê mờ. Thích phương tiện thiền xảo, nhân thể hiện không thích làm việc. Thích thiện căn đại nguyện, nhân thể hiện tùy thuận chúng sinh với các hành nhàm chán thế gian, vân vân. Thích có oai lực, nhưng thể hiện tùy thuận chúng sinh không có oai lực. Thích thù thắng, nhưng thể hiện tùy thuận chúng sinh vô trí. Thì nam đó gọi là pháp tập tự ứng các ba la mật của Đại Bồ Tát. Lại nữa, thì nam Đại Bồ Tát tu hành đàn ba la mật thì trong tay được ngọc như ý, lấy hư không làm kho tàng, tu hành thi ba la mật để vượt qua các đường ác, đạt tự tại trong sinh tử, tâm nhu hòa và tùy thuận tự tại. Tu hành sẵn đệ ba la mật thì được sắc thân trang nghiêm của Phật, thần tượng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp ai thấy cũng thích. Tu hành tỳ ly gia ba la mật thì được bốn vô úy, bốn vô ngại. Tu hành thiện ba la mật thì được tự tại trong các thứ tiếng và các sự tạo nghiệp. Tu hành bát nhã ba la mật thì được sự không chướng ngại trong các pháp, tức là các pháp bình đẳng trong sự giác ngộ. Tu hành phương tiện ba la mật thì được tự tại trong việc tạo nghiệp, tức là ba nghiệp thân khẩu ý được tự tại. Tu hành nguyện ba la mật thì được đời sống tự tại trong việc thọ sinh và tự thuận làm việc. Tu hành lực ba la mật thì không bị phiền não ma chướng ngoại đạo nhiễu động, được thân to lớn tu thắng trong thế gian. Tu hành trí ba la mật thì vượt qua ma ngũ ấm, ma chết, ma phiền não, thiên ma. Thì nam đó gọi là pháp tập tương ứng các ba la mật của Đại Bồ Tát. Lại nữa, thì nam Đại Bồ Tát khen ngợi bố thí nhưng không xem bố thí đó là thanh tịnh, khen ngợi trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, phương tiện, nguyện, lực, trí, nhưng không xem những pháp đó là thanh tịnh. Vì sao? Vì tu các pháp như vậy nhưng lại sao bỏ được, các pháp đó đều do tâm phân biệt mà có. Vì vậy sao bỏ hết tâm phân biệt và pháp bị tâm phân biệt, không cho đó là thanh tịnh, không trụ trong tâm phân biệt và pháp bị tâm phân biệt. Xong Bồ Tát lại nghĩ, biết được không phân biệt, không cảnh giới hí luận thì chứng được tâm do thượng Bồ Đề. Bồ Tát phân tấn tuệ hỏi, thì nam do pháp gì mà nói về Bồ Đề? Bồ Tát vô sở phát nói, thì nam do pháp không phân biệt, không hí luận mà nói về Bồ Đề. Thì nam thấy có ngã là hí luận, không phải Bồ Đề. Bỏ ngã kiến không còn hí luận là Bồ Đề. Tham chấp ngã sở là hí luận, không phải Bồ Đề. Bỏ ngã sở không còn hí luận là Bồ Đề. Tùy thuận dạ bệnh chết là hí luận, không phải Bồ Đề. Không tùy thuận dạ bệnh chết, tịch tỉnh không còn hí luận là Bồ Đề. Những hí luận keo kiệt canh ghét pháp giới, sân hận biến nhát tán loạn ngu si không trí, không phải là Bồ Đề. Những pháp không hí luận bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ là Bồ Đề. Tà kiến giác quán ác nguyện ác là hí luận, không phải Bồ Đề. Những pháp không hí luận, không vô tướng vô nguyện là Bồ Đề. Là nữ thiện nam cũng còn nói, tất cả pháp là Bồ Đề, tất cả pháp không phải là Bồ Đề. Hỏi, do nghĩa gì mà tất cả pháp là Bồ Đề, tất cả pháp không phải là Bồ Đề? Đáp, đối với các pháp, nếu chấp có ngã sở thì không phải là Bồ Đề. Hiểu biết tất cả pháp bình đẳng, chân như là Bồ Đề. Đã nữa thì nam Bồ Đề là tịch tỉnh, tịch tỉnh nghĩa là chân như của các pháp. Hỏi, thì nam dựa vào pháp nào mà nói là chân như? Đáp, chân như là không, không là không sinh, không diệt. Hỏi, nếu thế thì các pháp mới là không, nên các pháp không sinh diệt. Bồ Tát vô sở phát nói, đúng vậy thì nam, như là ông nói các pháp là không sinh diệt. Hỏi, nếu thế vì sao Như Lai nói các pháp hữu vi đều là sinh diệt? Câu đó có nghĩa gì? Bồ Tát vô sở phát nói, thì nam vì phàm phu ngu si tham đắm pháp sinh diệt, chư Phật Như Lai còn dùng lòng từ bi bảo hộ kẻ sơ kinh sợ tùy thuận thế đế, nói các pháp sinh diệt, nhưng các pháp thì không sinh diệt. Vì vậy thì nam Đại Bồ Tát nên biết về Phật pháp chúng sinh từ thân pháp thân. Bây giờ Bồ Tát vô sở phát muốn nhắc lại ý nghĩa ở trên nên nói kệ, Phật và Phật ra đời, thế pháp của chư Phật Bồ Tát không phóng dật, nên biết như pháp đó đủ các thiện vô lậu. Phật và trí tối cao tùy tâm thành chúng sinh, tu thiện tạo nhân duyên, có khả năng biết được tất cả các pháp đó. Người này tu các hạnh để biết được chư Phật Bồ Đề không người cho, cũng không có người nhận, biết đúng pháp từ thân. Là bậc giác giác ngộ để biết được thân mình là tướng không chân thật, là biết đúng như Phật và biết pháp Bồ Đề, chỉ là tướng hư vọng phân biệt do chúng sinh.
Bồ Tát biết như thật là các tướng hồng huyễn, hiểu sai hay biết đúng, không ai tỏ hành này, ai đều phục ngựa căn đương vào định để biết. Người ấy không oán thân, làm và không có làm, cũng không pháp bỏ giữ, đó là chân pháp tập. Vì hiểu sai các pháp nên nói về pháp ác, pháp tham và lìa tham, thay thanh tịnh bình đẳng. Hiểu sân si cũng vậy, đó là chân pháp tập. Vì lợi ích chúng sinh, pháp tâm tự bi lớn mà không thấy chúng sinh nó tách rời chân không, biết các pháp như vậy bình đẳng không như ý, được đạo báu chốn giác, sáng suốt thành chánh giác. Như thầy huyện thế gian, phát tâm độ người huyện, huyện không nắm chấp huyện, vì chưa bao giờ có biết bao còn như huyện, phát tâm bồ đề lớn để độ thoát chúng sinh, biết đúng về chúng sinh thân mình như hư không, tự tánh chúng sinh không, ở đâu cũng thấy pháp, kham sống với thù thắng, không thực hành các pháp, cũng chẳng bỏ pháp ấy, vì không hành không bỏ, được ở nơi tình hạnh, nếu sống đúng như thật, tâm pháp giới bình đẳng, thì chư Phật nghĩ nhớ, sẽ thành bậc đại giác, thân mình cũng như Phật, và được Phật thọ ký, với pháp đó bình đẳng, được chư Phật nghĩ tới, được nơi không chướng ngại, chướng diệt vào thế gian, mọi chốn không lỗi lầm, lấy đại bi làm thân, Bồ Tát nào có trí, mong muốn đạt pháp tập, tu tập pháp lành này, sẽ đạt được pháp tập. Lúc Bồ Tát Vô Sở Phát nói kệ này, có 62.000 Bồ Tát đại pháp nhãn vô sinh, 8.000 thiên tử sơ lệ trần cấu được pháp nhãn thanh tịnh. Bồ Tát Vô Sở Phát là nói với Bồ Tát Phấn Tấn Tuệ, thì nam Bồ Tát nên tu hành pháp tập về thật đế. Vì sao? Các Bồ Tát lấy trí thật đế làm pháp tập. Thì nam thế nào là thật đế? Thì nam Bồ Tát phát tâm vô thượng bồ đề, đến lúc chết vừa không bỏ tâm ấy, và không bỏ chúng sinh. Đó là thật đế của đại Bồ Tát. Nếu Bồ Tát phát tâm vô thượng bồ đề mà đến lúc nào đó bỏ tâm ấy và bỏ chúng sinh, thì Bồ Tát đáng bị trái đất là người nói dối nhất. Hỏi thế nào là Bồ Tát phát tâm vô thượng bồ đề? Là không bỏ tâm ấy và không bỏ chúng sinh. Nếu Bồ Tát biết về khổ tập diệt đạo đế, là Bồ Tát không bỏ tâm vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì Bồ Tát biết thật đế nên tâm bồ đề không thoái chuyển. Hỏi thế nào là khổ, làm sao biết khổ? Đáp: thân ngũ ấm bị ái bắt, ái dằn vặt là khổ. Bồ Tát biết khổ đó là không, không thọ mạng, không ngã, ngã sở, chỉ do nhân duyên hòa hợp sinh ra, đó là biết khổ. Bồ Tát thấy khổ là do tập giả dối, không bền chắc, không thọ mạng, biết đó là biết tập. Bồ Tát biết khổ đó không từ đến từ quá khứ, không đi về vị lai, không dừng ở hiện tại, vô thủy vô chung, tự thể sau này vẫn yên lỏng lặng, đó là biết gì. Hỏi: diệt pháp gì? Đáp: thì nam, diệt thì không thể nói được. Hỏi: nếu diệt đã không thể nói được thì có sao gọi là diệt? Đáp: thì nam, diệt chính là pháp của pháp trần, phiền não chướng ngại không thật giả dối phân biệt. Bồ Tát không phân biệt các pháp không thật đó thì gọi là diệt. Diệt nhưng pháp hư vọng, xưa nay vốn không có pháp để diệt, vì thế Như Lai nói các pháp xưa nay vốn vắng lặng. Hỏi: thì nam, có sao Như Lai nói Bồ Tát không chứng diệt? Nếu Bồ Tát chứng diệt là Bồ Tát rơi vào quả vị của thanh văn Bích Chư Phật. Đáp: chứng tức là thấy trong thực tại. Những pháp diệt thì không thể thấy trong thực tại, vì thế Như Lai nói pháp diệt thì không thể thấy được, nếu không thấy được thì không chứng được. Do đó Như Lai nói Bồ Tát không thể thấy và chứng diệt. Vì ý nghĩa ấy, Như Lai nói Bồ Tát không chứng diệt thanh văn, nắm bắt pháp tướng nên chứng diệt. Niệm những gì, quán những gì, hành những gì thì thấy biết quyết định như vậy, đó là biết đạo. Cho nên nếu cho khổ là ngã thì ngã đó có tướng, đó là biết tập. Bồ Tát thấy tập nhưng không thấy pháp nào có khả năng tập, đó là biết diệt. Quán sát tìm tòi như vậy là biết đạo. Lại nữa, thì nam, tâm đắm vướng nơi bất cứ pháp nào đều gọi là khổ. Vì sao thì nam Như Lai thường nói tâm tham đắm là khổ, tâm đắm chấp đó không thật, do tâm đắm chấp có tập, đó là tập. Nếu không có khổ bị nắm chấp là gì? Không nắm chấp nơi trí nào là biết đạo? Thì nào, nơi tôi dựa vào trí thật đế để nói về các Bồ Tát, dù trong một kiếp hay vô số kiếp cũng không thể nói hết. Lúc nói về trí thật đế, có số vạn Bồ Tát đưa nơi thật đế tu tập trí để đề bị không thoái chuyển. Trong hư không có vô số thiên nữ nghe pháp sẽ lời trần gấu được pháp nhãn thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật thuyết pháp tập kinh quyển 3.